Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng gần sáng ngày mai 11 tháng 12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ đêm nay, ở khu vực Đông Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ. Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ từ chiều và đêm mai có mưa và mưa nhỏ. Phía Nam có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Từ sáng mai ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 6, giật cấp 7. Khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7. Thưa quý vị và các bạn, đảo Cù Lao Câu hay còn gọi là Hòn Câu được mệnh danh là thiên đường của đá. Nằm cách làng chài Phước Thể, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận chừng 50 phút đi tàu, các bạn dường như đặt chân đến một nơi rất khác lạ. Ở đó không có sự ồn ào, náo nhiệt hay hơi thở của cuộc sống đô thị, chỉ có trời, biển và đá. Xứ là nước biển trong veo cùng các bãi đá trải dài với các hình dạng kỳ thú, Cù Lao Câu dường như đẹp trong mọi thời điểm. Và lúc ban trưa thì màu vàng của nắng, màu xanh của nước biển hòa quyện lẫn nhau khiến du khách chỉ muốn lao mình xuống vùng vẫy thật thỏa thuê. Ngắm nhìn hoàng hôn từ cầu tàu hoặc bình minh trên bãi đá ven biển sẽ mang lại cho quý vị những cảm xúc khó quên. Trước chuyến hành trình đến với đảo thì du khách cần chuẩn bị thực phẩm và mang theo lều để dựng trại ngủ nếu có ý định ở lại qua đêm. Do nơi đây có rất nhiều rắn độc, chủ yếu là rắn lục, rắn lải, rắn hổ. Chúng thường nằm ẩn dưới những lớp cỏ và trong các cây bụi rất khó phát hiện. Lúc thời tiết nắng nóng thì rắn sẽ lũ lượt bò lên các thân cây trốn nắng. Chính vì vậy quý vị phải đề phòng và chú ý tránh xa các bụi cây, cỏ, mang theo ủng để khi đi di chuyển trên cát hoặc khám phá những nơi hoang vắng, không có đường đi. Tiếp theo, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thời tiết các vùng du lịch khác trong đất liền và hải đảo vào ngày mai. Thưa quý vị, tại các tỉnh thuộc khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ ở một vài nơi, sáng sớm có sương mù rải rác, gió nhẹ, trời rét. Tại Điện Biên, nhiệt độ thấp nhất 20 độ và cao nhất 27 độ với độ ẩm 70%. Tại Sapa, nhiệt độ về đêm 9 độ, còn ban ngày là 14 độ với độ ẩm 100%. Tại khu du lịch Tam Đảo, với nhiệt độ phổ biến từ 12 cho đến 14 độ với độ ẩm khoảng 100%. Do chịu ảnh hưởng bởi khối không khí lạnh nên phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và trời rét trở lại. Tại Hà Giang, nhiệt độ thấp nhất 15 độ và cao nhất 17 độ với độ ẩm 95%. Tại Hạ Long, nhiệt độ trong ngày tại đây từ 17 cho đến 20 độ với độ ẩm 90%. Còn tại thành phố Hải Phòng, nhiệt độ sẽ dao động từ 17 cho đến 21 độ với độ ẩm 90%. Tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, tiết trời nhiều mây, lại có mưa ở một vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Tại Sầm Sơn, nhiệt độ thấp nhất 20 độ và cao nhất 22 độ với độ ẩm 90%. Tại Phong Nha - Kẻ Bàng, nhiệt độ trong ngày khoảng 20 đến 25 độ với độ ẩm khoảng 90%. Tại Huế thì nhiệt độ duy trì ở mức từ 21 cho đến 25 độ với độ ẩm 85%. Thưa quý vị, thời tiết khu vực Nam Trung Bộ có mưa một vài nơi và chủ yếu là mưa nhỏ. Riêng tại khu vực Bà Nà còn có mưa phùn và sương mù, trời rét. Tại Đà Nẵng, nhiệt độ thấp nhất 21 độ và cao nhất 26 độ với độ ẩm 85%. Tại Hội An, nhiệt độ duy trì mức 21 đến 27 độ với độ ẩm 85%. Tại Bà Nà, nhiệt độ về đêm 15 độ, còn ban ngày vào khoảng 23 độ với độ ẩm 80%. Các tỉnh từ Khánh Hòa đến Ninh Thuận, ngày mai mây thay đổi. Ngày nắng, đêm có mưa ở một vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3. Tại Nha Trang, biên độ nhiệt trong ngày từ 23 đến 30 độ với độ ẩm khoảng 75%. Tại Mũi Né, nhiệt độ thấp nhất là 24 độ và cao nhất 31 độ với độ ẩm 70%. Còn tại Vũng Tàu, nhiệt độ phổ biến từ 24 đến 32 độ với độ ẩm 65%. Các điểm du lịch vùng cao Tây Nguyên ngày mai, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, trời lạnh về đêm. Tại Pleiku, nhiệt độ thấp nhất 16 độ và cao nhất 29 độ với độ ẩm 60%. Tại Buôn Mê Thuột, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 19 đến 30 độ với độ ẩm 60%. Tại Đà Lạt, nhiệt độ duy trì ở mức từ 12 đến 24 độ với độ ẩm 60%. Thưa quý vị, ngày mai các tỉnh Nam Bộ là nơi có thời tiết khá lý tưởng cho du lịch. Cụ thể, tại Tây Ninh không mưa, nhiệt độ thấp nhất 23 độ và cao nhất 34 độ với độ ẩm 50%. Tại thành phố Hồ Chí Minh không mưa, nhiệt độ thấp nhất 25 độ và cao nhất 32 độ với độ ẩm 60%. Còn tại khu du lịch rừng U Minh có mưa rào nhẹ với nhiệt độ trong ngày từ 26 đến 32 độ với độ ẩm 70%. Thời tiết biển khá thuận lợi cho tàu thuyền du lịch hoạt động. Tại vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km với gió Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5. Nhiệt độ tại Côn Đảo sẽ dao động từ 25 đến 30 độ với độ ẩm 70%. Tại vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông nhẹ ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông mạnh cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất tại Phú Quốc 25 độ và cao nhất 31 độ với độ ẩm 75%.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết du lịch ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.